Cô gái này tên là Kate, là một nữ sát thủ chuyên nghiệp đỉnh của Chop. Lần này cô nhận được lệnh của sư phụ Varric, đó chính là đến Osaka để ám sát một thủ lĩnh thế giới ngầm của Nhật Bản. Sau khi giải quyết xong hai tên vệ sĩ tép diêu kia, rồi liền nhảy lên một bậc thềm cao. Sau khi lắp súng bắn tỉa xong, cô liền yên lặng đợi mục tiêu xuất hiện, và bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Nhưng, lúc này chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Từ trong xe, một cô bé từ từ bước ra. Phải biết rằng, mặc dù Kết là một sát thủ chuyên nghiệp, nhưng cô vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc của mình, đó chính là không nổ súng trước mặt trẻ em. Đối mặt với tình huống này, Kết liền cảm thấy vô cùng bối rối. Và cuối cùng, dưới sự thúc giục và mệnh lệnh của cấp trên, Kết vẫn quyết định bóp cò. Chớp mắt 10 tháng đã trôi qua. Về hành động ám sát ngày hôm đó, Kết vẫn không thể nào gỡ được nút thắt trong lòng. Đêm đó, khi đang chạy bộ một mình, Kết vô tình nhìn thấy một gia đình ba người hạnh phúc đang vui vẻ nói cười trước máy gacha. Do đó, cô lập tức quyết định từ bỏ nghề sát thủ và sống một cuộc sống của riêng mình. Không lâu sau, Kết tìm đến sư phụ Varric và nói với ông về ý định giải ngũ của mình. Mặc dù Varric đã thuyết phục cô hết nước hết cái rất lâu, nhưng ý của Kết đã quyết, đồng thời nói rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, cô sẽ lập tức rời đi. Tối hôm sau, Kết một mình đến quán bar và uống rượu say khướt. Ở đây, cô đã gặp một anh chàng đẹp trai Stefan. Cả hai trò chuyện vui vẻ và khá ăn ý, rất nhanh đã hẹn nhau đến khách sạn và bắt đầu một màn ngọt ngào, nồng cháy. Nhiều năm là sát thủ chuyên nghiệp, khiến Kết theo bản năng mà nhặt giấy tờ tùy thân của Stefan lên để kiểm tra, mà chính lúc này, cô đột nhiên nhận được tin nhắn về một nhiệm vụ ám sát. Do đó, Kết đặt tiền lên trên tủ đầu giường và giục Stefan nhanh chóng rời đi. Sau khi thu dọn trang bị một cách đơn giản, Kết liền theo địa chỉ được cung cấp trong tin nhắn, một mình lên trên nóc tòa nhà Tokyo. Nhưng khi Kết dùng súng bắn tỉa ngắm chuẩn vào mục tiêu và chuẩn bị nổ súng tấn công, thì đầu cô đột nhiên cảm thấy đau dữ dội. Điều này cũng khiến Kết bắn trượt viên đạn và không thể xử lý được mục tiêu. Mặc dù cô đã nhanh chóng điều chỉnh góc chụp và phương hướng, nhưng vẫn không giết được mục tiêu. Để không để lộ vị trí của bản thân, Kết chỉ đành đặt khẩu súng bắn tỉa xuống và vội vã trốn thoát từ phía sau tòa nhà. Sau đó, cô liền cướp một chiếc xe của một tên lưu manh trên đường, rồi liền đạp ga và bắt đầu phóng đi như điên. Nhưng do chạy với tốc độ quá cao, thêm vào đó lúc này Kết đang đau đầu dữ dội, nên trong lúc bất cẩn, chiếc xe đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Đợi đến khi Kết tỉnh lại, thì cô phát hiện mình đã nằm trên giường bệnh. Bác sĩ nói với cô, trong cơ thể của cô có rất nhiều chất độc phóng xạ chết người. Theo như trình độ y học hiện nay mà nói, thì căn bản là chưa có thuốc đặc hiệu nào cứu chữa được. Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa? Có lẽ là một ngày. Kết lập tức chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng khi những hình ảnh trong quá khứ bắt đầu hiện lên trong tâm trí cô. Đột nhiên cô ý thức được, cái đêm cô uống ly rượu vang đỏ do Stefan mang đến, chẳng lẽ là anh đã hạ độc trong rượu sao? Thế là Kết liền trốn khỏi phòng bệnh, chạy ra ngoài và uy hiếp bác sĩ cho mình uống 5 liều thuốc kích thích. Trước khi chết, cô muốn làm rõ xem ai thực sự là thủ phạm đứng sau việc này. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Kết liền tức giận và xông đến nhà Stefan, rồi dí súng vào đầu vợ của anh và ép hỏi anh sao lại đầu độc cô. Lúc này, Stefan mới nói ra chân tướng của mọi chuyện. Hóa ra anh đã nhận chỉ thị của Sato nên mới chủ động tiếp cận Kết để lừa cô uống ly rượu vang có độc đó. Tuy nhiên, Stefan đâu biết rượu này có độc đâu. Hơn nữa anh là bị ép nên mới làm như vậy. Dưới sự van xin không ngừng của vợ Stefan, Kết đã không nổ súng bắn chết anh ta. Sau khi thay quần áo, cô liền rời khỏi nhà Stefan và lại tìm đến sư phụ của mình là Varric. Sau khi biết tin Kết sắp chết, Varric cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng Kết lại kiên quyết tìm ra tên Sato, thủ phạm đứng sau vụ này mới được. Bất lực, Varric chỉ đành kể hết đầu đuôi sự việc cho Kết nghe. Hóa ra đó chính là mục tiêu ám sát của Kết đêm đó. Thủ lĩnh của băng đảng xã hội đen lớn nhất Nhật Bản, Kijima. Nhưng tiếc là Kết lại không thể xử lý ông ta bằng một phát súng. Để ông ta sống sót nên nhất định ông ta sẽ chờ cơ hội trả đũa. Và trước đó, Kết đã từng dùng súng bắn tỉa, bắn chết tên mafia Nhật Bản mà người đó lại chính là em trai của Kijima. Bây giờ, tính cả thù mới hận cũ. Nếu như vậy thì Kết bị người ta hạ độc gặp người ám sát. Chắc đều là Kijima giở trò phía sau. Còn về cái người Yakuza mà Stefan nói chỉ là thuộc hạ sai vặt của Kijima thôi. Ngoài ra, Varric còn nói cho Kết biết, hành tung của Kijima vô cùng bí ẩn, người bình thường rất khó tìm thấy ông ta. Nhưng, đám người Yakuza lại thường mất tích ở quán bar Black Lizard Tavern, hoặc cô có thể tới đó thử vận may. Sau khi vào trong Black Lizard Tavern, Kết trực tiếp nổ súng, giết vệ sĩ bên ngoài. Sau đó cô xông vào phòng bao của Yakuza, là ông hạ độc tôi phải không?
Xin cô, Kijima ở đâu? Không ai biết cả. Nói xong, Kết trực tiếp nổ súng bắn chết Yakuza. Sau đó cô dùng súng dí vào đầu một chùm xã hội đen khác, ép ông ta nói ra tung tích của Kijima. Nhưng lúc này, một đám sát thủ cầm dao xông vào. Kết thấy vậy, lấy tính mạng của chùm xã hội đen uy hiếp, ép họ bỏ dao trong tay xuống. Nhưng ngay sau đó, cô lại phát hiện không có đạn trong súng. Đám sát thủ thấy vậy lập tức nhặt dao dưới đất lên chém Kết. May mà Kết có thân thủ giỏi, chỉ với một con dao đã giết hết sát thủ Nhật Bản của Black Lizard Taverine. Sát thủ mập còn lại kia biết mình không phải là đối thủ của Kết, vì thế dứt khoát bỏ vũ khí xuống đầu hàng và nói với Kết, không ai biết được tung tích của Kijima, nhưng nếu có thể tìm được Annie, cháu gái của ông ta, thì có lẽ có thể hỏi được đáp án từ cô bé đó. Kết tìm được Annie đang nhảy nhót ở quán bar, mà Annie chính là con gái của ông trùm xã hội đen mà cô giết năm đó. Có điều bây giờ Kết cũng không để ý chuyện này lắm nữa. Cô trực tiếp xông về phía Annie và kéo cô bé ra khỏi quán bar. Annie thấy vậy vẫn muốn chạy trốn, kết quả bị Kết dùng súng ép chạy vào một con ngõ hẹp. Ở đây, Kết muốn Annie gọi điện cho Kijima, nhưng Annie lại nói mình không thể liên lạc được với ông. Trên thế giới này, người có thể nói chuyện được với Kijima chỉ có thư ký cấp cao của ông, Renji. Vì thế, Annie bị Kết uy hiếp đã gọi điện cho Renji. Kết lập tức cướp lấy điện thoại trong tay, uy hiếp đối phương. Nếu không muốn nhìn thấy Annie bị giết, vậy thì bảo Kijima một tiếng sau đến quảng trường trung ương gặp mặt. Ở bên khác, sau khi biết được tin Annie bị bắt cóc, Renji lập tức cử rất nhiều sát thủ đi về phía quảng trường trung ương. Cùng lúc đó, để bảo đảm chắc chắn Annie không bị thương trong lúc đánh đấm, Kết đã trói cô bé vào trong một nhà vệ sinh. Sau đó, một mình cô đối phó với đám sát thủ Nhật Bản kia. Rất nhanh, tiểu đội sát thủ mà Renji cử đến lái xe đến đây. Nhưng Kết vẫn luôn không thấy bóng dáng của Kijima đâu. Lúc này, sát thủ dẫn đầu đột nhiên rút súng ra. Sau đó, Kết giằng co với một tên sát thủ và ấn mặt hắn xuống lò nướng. Sau đó tiếp tục lên tầng 2. Một mình cô vừa chiến đấu vừa rút lui, cuối cùng cắt đuôi được bọn sát thủ Nhật Bản phía sau. Nhưng ở bên kia, Annie tháo đọc băng dính buộc cổ tay mình xuống, chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Kết quả gặp phải sát thủ mà Renji cử đến. Nhưng bạn hãy quan sát kỹ, những tên sát thủ này căn bản không phải là đến cứu cô bé, mà là chuẩn bị nổ súng bắn chết cô bé. Trong lúc nguy cấp, Kết cuối cùng cũng chạy đến. Cô nổ súng liên tiếp bắn chết những tên sát thủ kia thành cái sao. Tiếng súng đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Kết và Annie lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi này. Kết quả là họ chưa đi được bao xa, chất độc phóng xạ trong cơ thể của Kết lại phát tác. Cô run rẩy toàn thân ngã xuống bên vệ đường. May mà Annie lập tức tiêm chất kích thích cho cô ấy. Như vậy cô mới gắng gượng bình tĩnh lại. Để báo đáp ơn cứu mạng của Kết lúc nãy, Kết chủ động đồng ý giúp Kết tìm Kijima. Nhưng trước lúc đó, cô bé cần Kết đổi sang bộ quần áo sạch sẽ đã. Annie nói với Kết muốn tìm Kijima thì phải đánh từ phía của Renji. Nếu Renji đã không muốn chủ động nói ra tình hình, vậy thì chúng ta có phải tìm bạn trai của ông ta. Có lẽ từ đó có thể tìm ra được đáp án mà chúng ta muốn. Hai người đã nói là làm. Dưới sự chỉ dẫn của Annie, Kết đến nhà bạn trai của Renji. Cô chĩa súng vào đầu người đàn ông ép hắn nói ra tung tích của Renji. Nhưng đối phương lại không muốn mở miệng bằng bất cứ giá nào. Hai người nói chuyện không hợp liền đánh nhau. Sau một hồi vật lộn, Kết không đánh bại được đối phương bị ngã xuống đất. Annie thấy vậy muốn tới giúp đỡ, không ngờ bắn nhầm vào Kết. Nhìn thấy Kết sắp bị bắn chết, Annie tiện tay vớ lấy cái búa bên cạnh đập vào đầu đối phương. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Kết phát hiện ra một khẩu súng ở trong tủ lạnh. Annie phát hiện ra một thiết bị theo dõi tín hiệu điện thoại trong điện thoại bạn trai Renji. Có nó thì càng dễ dàng tìm được vị trí của Renji. Sau đó, Kết và Annie đi theo vị trí theo dõi trên điện thoại tìm được Renji rất nhanh. Trong một con ngõ nhỏ hẹp vắng người, Annie đi ra ngăn cản xe hơi của Renji. Sau đó, cô bé dùng tay tạo thành khẩu súng trực tiếp bắn chết hai kẻ ngồi ghế trước. Hóa ra là Kết dùng súng bắn tỉa bắn chết hai người ở phía sau. Renji sợ hãi run lẩy bẩy, cuộn tròn trên mặt đất. Kết dí súng vào đầu ông ta, ép ông ta nói ra tung tích của Kijima. Nhưng Renji lại nói mình cũng không biết ông ta ở đâu. Lúc ông ấy mất tích có nói rằng muốn ở cùng người nhà. Sau khi Annie nghe thấy lời này thì lập tức hiểu ra ý của Kijima, vì thế cô bé cùng Kết đi về phía căn nhà tổ tiên của Kijima, chùa Tenryuji. Kết biết rằng lần đi này chắc chắn là một trận chiến sinh tử, vì thế cô gọi điện cho Varric trước. Cô nói với Varric mình đã biết được tung tích của Kijima. Cô hy vọng qua ngày mai, Varric có thể đến gần chùa Tenryuji nhặt xác mình. Sau khi cúp điện thoại, Kết liền đến trước nhà của Kijima. Không ngờ, trong khoảng sân trống này lại không có một vệ sĩ nào. Kết vô cùng tức giận đi về phía Kijima, lớn tiếng chất vấn ông ta, vì sao lại cử người đến hạ độc mình, vì sao muốn hủy hoại cuộc đời của mình. Nhưng sau khi Kijima nghe thấy thì lại không nói gì, mà ném một tấm thẻ đến trước mặt Kết. Hóa ra, hung thủ thật sự ở phía sau vụ việc này không phải là Kijima, mà là Varric. Nhìn có vẻ lương thiện hiền hậu, ông ta đã lén lút ký một bản thỏa thuận với Renji. Chỉ cần giết được em trai ruột của Kijima, vậy thì Renji có thể thay thế vị trí thủ lĩnh của anh ta.
Đến lúc đó, đương nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho Varric, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết. Vì thế, Kết từng tham gia vào hành động ám sát cha của Annie, đương nhiên trở thành người mà bọn họ muốn giải quyết nhất. Cô cũng là một người đáng thương, cả đời đều bị ông ta lợi dụng. Sau khi Kết biết được sự thật thì hoàn toàn suy sụp. Cô không thể ngờ rằng Varric mà cô ấy tín nhiệm như vậy lại là hung thủ luôn hãm hại cô ấy ở phía sau. Sau khi Kijima nói xong mọi chuyện thì lặng lẽ quay người lại chờ đợi sự phán xét cuối cùng của Kết. Tôi đã sẵn sàng đền tội rồi, còn cô thì sao? Cùng lúc đó, Varric cũng lái xe đến nơi này. Ông tìm tới Annie đang ngồi ở trước cửa nhà. Sau đó, ông ta nói cho cô bé biết Kết chính là sát thủ đã giết cha ruột của cô bé năm đó. Sau khi nghe được chuyện này, Annie hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Cô không ngờ người bạn đầu tiên của mình lại là kẻ thù giết cha năm đó. Vì thế, cô bé lập tức cầm súng xông vào, nổ súng bắn ngã Kết xuống đất. Sau đó, cô bé ngồi lên xe của Varric rời đi. Không lâu sau, một người bí ẩn đi đến tiêm chất kích thích cho Kết, mà người này chính là Kijima. Hóa ra Kết không hề giết chết ông ta, mà sau khi cô biết được toàn bộ sự thật, đã quyết định liên thủ với Kijima cùng giết Varric và tên xảo quyệt Renji. Sau đó, Kijima nhanh chóng tập hợp toàn bộ sát thủ của thuộc hạ đuổi giết về tòa nhà của Varric. Trùng hợp là lúc này Renji cũng đang bàn bạc chuyện hợp tác tiếp theo với Varric. Kết dẫn dắt tiểu đội sát thủ tấn công vào bên trong tòa nhà. Nửa đường họ gặp phải sự mai phục của thuộc hạ Varric. Hai bên lập tức nổ ra cuộc đọ súng dữ dội. Thấy Kết sắp bị một tay bắn tỉa bắn vỡ đầu, trong lúc nguy cấp, Kijima cuối cùng cũng dẫn người đuổi đến. Ông lấy ra dao thép ở sau lưng đâm xuyên qua tim tên bắn tỉa, cứu Kết toàn thân đều là vết thương. Sau đó, hai người chia làm hai con đường, Kết phụ trách đến cứu Annie, còn Kijima thì ở lại đối phó với Renji. Hai người lấy ra kiếm katana đến một phòng kính vây quanh bắt đầu chiến đấu. Kết quả chỉ dùng một chiêu, Kijima liền đánh bại được Renji, sau đó cũng không nhiều lời trực tiếp bổ kiếm xuống chặt đầu Renji. Ở bên khác, Kết cũng tìm được Annie bị nhốt. Lúc này, cô bé bị Varric dí súng vào cổ, ngồi bất động trước mặt ông ta. Kết mắng Varric là đồ đạo đức giả và vô tình, trách ông ta hủy hoại cuộc đời hạnh phúc vốn có của mình. Kết không muốn nhìn thấy Annie lặp lại sai lầm của mình, vì thế cô không hề do dự trực tiếp lựa chọn nổ súng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ báo thù, Kết run rẩy khập khiễng đi ra ngoài, ngã vào trong lòng của Annie. Cô nhìn chằm chằm vào những ánh đèn neon nhấp nháy ở phía xa, sau đó nhắm chặt mắt mãi mãi. Tập phim tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo trên kênh.